Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về kỹ thuật trộn vữa hồ tô để làm sao thế nào và để đạt được độ mát là 75. Đây đây là một công trình ở Thạnh Lộc, quận 12 nha các bạn. Đó, đây là cát bê tông. Các bạn thấy đó, đây là cát bê tông hạt to. Đây là cát chưa sàn. Ở trong đây còn rất là nhiều thành phần đá và sỏi bẩn, sau đó mình phải sàn ra. Đây đây là cát chưa sàn, các bạn thấy rõ không? Còn bên đây là cát mình đã sàn rồi, thì các sỏi đá thì nó qua hết, bây giờ hạt cát thì nó sẽ mịn hơn nhiều để tạo cái tường mịn. Còn đây là xi măng mà công ty Tiến Phát số 8 sử dụng để mình làm cửa 75, mát 75. Đây là xi măng Hà Tiên Xây Tô BC 40 nha các bạn. Đó, trước tiên là bên theo quy chuẩn thì một bao xi măng là sẽ trộn để đạt được mát 75 thì sẽ cần 9 tới 10 xô cát. Đó, cát cái xô cát chú thợ đang cầm đấy. Đó, xô cát cần 9 đến 10 xô, nhưng mà bây giờ là chỉ là nửa bao xi măng thôi cho nên chỉ có trộn 5 hoặc 6 xô thôi. Xô này cũng lưng chứ không có được đầy. Khi mà đầy thì mới cần là 5 5 xô. Còn đây là lưng. Rồi các bạn thấy có sai không? Trong đây là mới được hai xô cát thôi cho nên nó còn khá là nhão, chưa đủ để mà mình lấy ra bắt đầu mà mình đem lên tô tường nha các bạn. Rồi sau khi mình đã đủ lượng nước và lượng cát cần thiết thì các bạn thấy là xi măng mà đạt mát 75. Đây. Đây là giới thiệu các bạn, đây là vữa tô đã đạt được mát 75. Khi mà vữa tô mình đạt được mát 75 á thì mình tô lên tường khá là mịn và bóng nha các bạn. Anh thợ ở trên đang làm mặt, đang láng lại cho nó láng ấy các bạn ạ. Sau này á, khi mà quý vị và các bạn nào đã và đang sắp và đang xây nhà đó thì các bạn hãy nhớ công thức này để
cho tường mình nó tốt hơn nhiều nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã đón xem clip của công ty. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.